Xin mọi người cùng đứng lên. Các con đứng lên đây. Chúng ta sẽ hát bài cầu xin Chúa Thánh Thần. Trần Minh Thành John.
Kế tiếp và bạn tên là Nguyễn Michael. Bạn khen chuyên cần là Nguyễn Do. Rồi các em còn phải học làm bài mỗi tuần. Xin vinh danh em học sinh xuất sắc toàn trường. Học sinh xuất sắc toàn trường thường thì chúng tôi chọn cái lớp cao nhất và học sinh giỏi nhất của lớp đó, tức là lớp 7. Đó là em Trương Nhật Vivi. Mời em lên chia sẻ. Chúng ta một lần nữa cảm ơn cháu Vivi của chúng ta một tràng pháo tay. Các con giỏi quá, biết vì các con giỏi hơn cha rồi. Vivi đây là học sinh lớp 7, là học sinh của cô Kim và cũng là ái nữ của thầy Thái và cô Bảo Hạnh. Đây là một cái vinh dự rất là đặc biệt mà mỗi năm chúng ta dành cho các em học sinh đó. Thường thì chúng tôi xét về toàn diện về nói, nghe, đọc, hiểu, biết. Và Vivi cũng từng tham gia kỳ thi đố vui trên trung tâm công giáo. Bây giờ mời em đọc bài về cảm nghĩ của mình. Kính chào quý cha, quý sơ, quý thầy cô, quý phụ huynh và tất cả các bạn. Con lên là Trương Nhật Vivi, năm nay con 13 tuổi. Hôm nay con rất vinh dự được đứng trước toàn trường để chia sẻ những niềm vui và thành quả con đạt được trong những năm học ở trường Việt ngữ Tustin. Học tại Tustin, con đã trải qua nhiều kỷ niệm vui buồn khác nhau. Con đã có những giờ thảo luận sôi nổi và vui vẻ với thầy cô và bạn bè trong lớp. Khi nói về những phong tục tập quán của Việt Nam, nhưng có lúc con lại cảm thấy rất hồi hộp như ngày con phải làm thuyết trình trong lớp. Và những lần đi thi đố vui hoặc chính tả, con rất lo lắng. Tuy nhiên, sau mỗi kỳ thi, con rất vui dù thắng hay thua, vì con đã học hỏi được rất nhiều từ bài học và bạn bè. Điều khó khăn lớn nhất của con trong những năm học Việt ngữ là con phải biết sắp xếp thời gian để đủ giờ làm bài cho trường Mỹ, học tiếng Việt và tham gia vào những sinh hoạt khác. Mặc dù con có gặp vài trở ngại về việc sắp xếp giờ cho các sinh hoạt, nhưng con vẫn cố gắng kiên trì để hoàn thành chương trình Việt ngữ. Để có thể được đứng tại đây ngày hôm nay, con chân thành cảm ơn bố mẹ đã khuyến khích và động viên con học tiếng Việt cho đến hôm nay. Bố mẹ đã hy sinh chở con đi học hàng tuần và giúp con ôn bài tiếng Việt tại nhà. Con cũng xin cảm ơn tất cả thầy cô đã tận tâm chỉ dạy tiếng Việt cho chúng con, giúp chúng con hiểu thêm về quê hương Việt Nam. Con muốn đặc biệt cảm ơn cô Nguyệt, cô Kim Vũ, cô Thảo, thầy Nguyễn và cô Kim Hứa đã dạy dỗ con từ lớp 3 đến lớp 7 ở trường Việt ngữ Tustin. Với quyết tâm giữ nguồn gốc Việt Nam của mình, con sẽ tiếp tục đọc và viết tiếng Việt tại nhà. Ngoài ra, con sẽ xin đi
phụ giúp các thầy cô và các bạn ở trường để có thể trau dồi tiếng Việt ngày càng tiến bộ hơn. Con xin cảm ơn. Luôn cảm ơn Vivi rất nhiều. Các con thấy không? Chị Vivi đây là giống như các con sinh tại Mỹ cũng đi học tiếng Việt với các con mỗi tuần 1.5 tiếng, nhưng ở nhà chị cũng nói tiếng Việt với bố mẹ, với ông bà. Và cô tin rằng các con trong những năm tới cũng sẽ nói được tiếng Việt lưu loát như là chị. Không những chị nói tiếng Việt lưu loát mà chị còn hiểu về lịch sử, địa lý, văn hóa của Việt Nam mình. Chúng ta cho chị Vivi một tràng pháo tay.